Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ đã và đang nỗ lực đảm bảo cơ bản cho sản xuất và tiêu thụ nông sản ở địa phương. Và trong xây dựng các kịch bản phòng chống dịch để từng bước một khôi phục sản xuất kinh doanh, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các phương án sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với phòng chống dịch, đồng thời linh hoạt chuẩn bị cho thời gian tiếp theo. Là giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, phối hợp với các địa phương, các đồng chí xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất nông nghiệp, tổ chức lại cái nông nghiệp. Bây giờ cũng với tinh thần đó là vừa sản xuất vừa phòng chống dịch, và trước hết đó là chuẩn bị nguồn hàng, con giống, cây giống để chúng ta là đảm bảo phục vụ bà con trước mắt, rồi đó là đảm bảo cái việc thu mua. Trong này có Sở Công Thương nữa, phối hợp với ngành nông nghiệp và các ngành thu mua cái lương thực thực phẩm của bà con, để là giải quyết cái nguồn hàng hỗ trợ cho là nhân dân của mình đang ở trong cái bài bị giãn cách, và đồng thời là mua hàng cho người dân, cho nông dân để nông dân không bị ùn ứ hàng hóa, và tổ chức sản xuất, nông nghiệp ở trong thời gian tới, chuẩn bị nguồn hàng cho từ nay tới cuối năm Tết Nguyên Đán luôn. Tết Nguyên Đán nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị từ bây giờ thì là Tết Nguyên Đán chúng ta sẽ bị hụt hàng đó, thưa các đồng chí. Và đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy bố trí lực lượng, bố trí là máy móc để chúng ta hỗ trợ giúp dân trong cái điều kiện mà là thiếu cái nguồn lao động, thu hoạch lúa hè thu và chuẩn bị cái là xuống giống lúa thu đông. Thì cái này là đề nghị các đồng chí ngành nông nghiệp, các đồng chí làm tham mưu, và cái phần việc này sớm